Xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật là xét nghiệm máu hay thực hiện thế nào ạ? Xét nghiệm này có ảnh hưởng gì cho em bé không ạ? Xét nghiệm tiền sản giật hiện nay thì đúng ra sẽ lấy máu của thai phụ, hoàn toàn không có bất cứ xâm lấn nào cho em bé. Tuy nhiên thì trước khi thực hiện xét nghiệm này thì bạn cũng sẽ được các nhân viên y tế khai thác về tiền sử của mình, các cái bệnh lý toàn thân hiện nay mình đang có, cũng như là sẽ được đo huyết áp và đồng thời là siêu âm lại động mạch tử cung hai bên, và sau đấy xong thì sẽ được lấy máu. Và toàn bộ các chỉ số này thì cũng sẽ được tính toán, từ đó sẽ đưa ra nguy cơ tiền sản giật cho từng thai phụ một. Nhưng mỗi thai phụ khác nhau, chúng ta sẽ có một nguy cơ khác nhau. Và tùy thuộc vào kết quả của thai phụ thì bác sĩ có những cái tư vấn hợp lý cho các bạn để các bạn tiếp tục theo dõi thai kỳ một cách an toàn. Như vậy thì các mẹ có thể yên tâm là không ảnh hưởng gì tới các con cả, đúng không ạ? Các bác sĩ sẽ thực hiện một cách chuẩn xác nhất để chúng ta có thể yên tâm vấn đề này. Bạn Mai Hương có câu hỏi cho bác sĩ Đạt. Bác sĩ cho em hỏi, em mang thai 24 tuần thì bị cao huyết áp, như vậy thì em có bị tiền sản giật không ạ? Chào bạn Mai Hương. Thì trước tiên phải khẳng định luôn với bạn là 24 tuần mà bị cao huyết áp thì hoàn toàn có thể bị tiền sản giật. Đấy, khẳng định ngay từ đầu như thế. Thế còn cái mức độ như thế nào thì các bạn phải đi khám. Về tiền sản giật nó chỉ là một trong các, tức là nó chỉ là một nhóm bệnh ở trong cái nhóm bệnh tăng huyết áp mà thôi. Ví dụ như là trong tăng huyết áp ở trong thai kỳ thì nó chia làm rất nhiều loại. Ví dụ như là tăng huyết áp thai kỳ đơn thuần, đơn độc là chỉ có tăng huyết áp thôi mà không có các triệu chứng gì khác. Hoặc là tăng huyết áp mạn tính từ trước, tức là người phụ nữ mà có bị tăng huyết áp rồi đến bây giờ trong thai kỳ vẫn bị tăng huyết áp và sau đấy mới đến tiền sản giật, tức là bệnh nhân có bị tăng huyết áp kèm theo tổn thương một cái cơ quan đích nào đấy ở trong cơ thể người mẹ nữa. Đấy, do đó thì bạn nên đi khám để xem là mình nằm ở trong cái nhóm tăng huyết áp nào để chúng ta sẽ có cái hướng xử trí. Thế còn cái tăng huyết áp, kể cho dù là tăng huyết áp thai kỳ hay là bạn bị tăng huyết áp từ trước mà không phát hiện ra, đến bây giờ mới phát hiện ra, thì cũng là một yếu tố nguy cơ rất cao của tiền sản giật. Đấy, cho nên là bạn cần phải đi khi mà 24 tuần, tức là sau tuần thứ 20, nửa sau của thai kỳ rồi mà đã bị tăng huyết áp thì cần phải, đây là một cái thai kỳ nguy cơ cao và cần phải theo dõi rất là sát. Nếu xả nội thì chúng tôi khám định kỳ là 1 tháng 1 lần, 4 tuần 1 lần. Nhưng mà với những người mà có nguy cơ cao bị tăng huyết áp như thế này thì các bạn có thể tăng số lần khám lên, có thể là 2 tuần hoặc có thể 1 tuần, hoặc là nếu như huyết áp cao quá thậm chí là chúng tôi phải cho bệnh nhân vào viện, nhập viện để điều trị, chứ không điều trị tự theo dõi ở nhà được. Vâng. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta phải hết sức cẩn trọng, đúng không ạ? Không thể chủ quan được. Thấy những cái dấu hiệu bất thường như này chúng ta phải đi khám ngay. Cảm ơn bác sĩ.